chúng ta sẽ lưu vào khu vực ở phía sau sân khấu để chúng ta sẽ đến với phần thi ngay bây giờ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tranh tài của các thí sinh ở bảng A dành cho những hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Ở bảng A chúng ta sẽ có 10 thí sinh và các thí sinh của chúng ta sẽ lần lượt trải qua những vòng thi như sau. Đầu tiên thì các thí sinh sẽ úp thông để lựa chọn ra được đề thi của mình. Các thí sinh sẽ phải thuyết minh bằng hình những tuyến điểm, địa điểm du lịch hấp dẫn và sau đó thì thuyết minh sẽ gửi đến cho quý vị. Tiếp theo thì trong lớp thông sẽ có ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi dành cho các thí sinh và các thí sinh sẽ có một phần xử lý tình huống tương tác với các diễn viên ngay trên tại sân khấu này. Và phần thi thứ ba đó là các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của ban giám khảo nghiệp vụ và riêng ở bảng A thì sẽ có phần trả lời câu hỏi của những ban giám khảo tiếng nước ngoài để cho thấy được trình độ lưu loát ngoại ngữ của các thí sinh. Và sau khi trải qua những phần thi, mỗi phần thi sẽ tối đa là 3 phút và 10 thí sinh ở bảng A thi xong 3 phần thi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần thi kỹ năng của các thí sinh. Và với phần thi kỹ năng này, các thí sinh có thể thể hiện sự hoạt náo của mình, ca, hát hoặc là ảo thuật vân vân. Và đó là những đề tài mà các thí sinh đã đăng ký với đại ban giám khảo của chúng tôi từ trước đó. Và thời gian tối đa dành cho các thí sinh ở phần thi kỹ năng đó là 5 phút. Các bạn đã nắm rõ về thể lệ thi ở bảng A chưa ạ? Và tôi cũng muốn được biết là các thí sinh ở bảng A đâu ạ? Những cổ động viên ủng hộ cho các thí sinh ở bảng A ở đâu ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn đã cổ vũ thật nồng nhiệt đến nhé. Vì bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón với thí sinh đầu tiên. Xin được chào đón thí sinh Trần Nhật Minh xuất danh A số 1. Nhật Minh nè, bài thi đầu tiên.